Chồng ơi, hôm nay là ngày 8 tháng 3. Em xin lỗi anh đi. Ai dạ? Xin lỗi cái gì? Chút đi. Em sai rồi, em xin lỗi anh đi. Chút đi. Chút cái gì? Lẹ lẹ đi. Chút ngày 8 tháng 3. Đáng lẽ phải chút ngược lại anh á. Tại sao là tôi phải chút ngược lại? Chẳng lẽ anh là con gái và tôi là con trai? Không phải. Ngày 8 tháng 3 không phải là ngày để đàn ông tôn vinh phụ nữ, mà nên là ngày mà em phải nói lời cảm ơn với anh, bởi vì anh đã yêu em suốt 364 ngày còn lại. Ngày nào cũng như một ngày 8 tháng 3. Ngày của ổng rồi. Em ói được không? Em muốn ói ghê á. Kiếm rất là buồn nôn. Không kiếm ăn bằng ngày này. Thông cảm đi. Happy Women's Day. Happy Women's Day. Bye bye. Liên quan gì tới tôi bà? Chồng ơi, hôm nay là ngày 8 tháng 3. Em xin lỗi anh đi. Ai dạ? Xin lỗi cái gì? Chút đi. Em sai rồi, em xin lỗi anh đi. Chút đi. Chút cái gì? Lẹ lẹ đi. Chút ngày 8 tháng 3. Đáng lẽ phải chút ngược lại anh á. Tại sao là tôi phải chút ngược lại? Chẳng lẽ anh là con gái và tôi là con trai? Không phải. Ngày 8 tháng 3 không phải là ngày để đàn ông tôn vinh phụ nữ, mà nên là ngày mà em phải nói lời cảm ơn với anh, bởi vì anh đã yêu em suốt 364 ngày còn lại. Ngày nào cũng như một ngày 8 tháng 3. Ngày của ổng rồi. Em ói được không? Em muốn ói ghê á. Kiếm rất là buồn nôn. Không kiếm ăn bằng ngày này. Thông cảm đi. Happy Women's Day. Happy Women's Day. Bye bye. Liên quan gì tới tôi bà? Quan đến gì? Chồng ơi, hôm nay là ngày 8 tháng 3. Em xin lỗi anh đi. Ai dạ? Xin lỗi cái gì? Chút đi. Em sai rồi, em xin lỗi anh đi. Chút đi. Chút cái gì? Lẹ lẹ đi. Chút ngày 8 tháng 3. Đáng lẽ phải chút ngược lại anh á. Tại sao là tôi phải chút ngược lại? Chẳng lẽ anh là con gái và tôi là con trai? Không phải. Ngày 8 tháng 3 không phải là ngày để đàn ông tôn vinh phụ nữ, mà nên là ngày mà em phải nói lời cảm ơn với anh, bởi vì anh đã yêu em suốt 364 ngày còn lại. Ngày nào cũng như một ngày 8 tháng 3. Em ói được không? Em muốn ói ghê á. Kiếm rất là buồn nôn. Không kiếm ăn bằng ngày này. Thông cảm đi. Happy Women's Day. Happy Women's Day. Bye bye. Liên quan gì tới tôi bà? Quan đến gì? Chồng ơi, hôm nay là ngày 8 tháng 3. Em xin lỗi anh đi. Ai dạ? Xin lỗi cái gì? Chút đi. Em sai rồi, em xin lỗi anh đi. Chút đi. Chút cái gì? Lẹ lẹ đi. Chút ngày 8 tháng 3. Đáng lẽ phải chút ngược lại anh á. Tại sao là tôi phải chút ngược lại? Chẳng lẽ anh là con gái và tôi là con trai? Không phải. Ngày 8 tháng 3 không phải là ngày để đàn ông tôn vinh phụ nữ, mà nên là ngày mà em phải nói lời cảm ơn với anh, bởi vì anh đã yêu em suốt 364 ngày còn lại. Ngày nào cũng như một ngày 8 tháng 3. Ngày của ổng rồi. Em ói được không? Em muốn ói ghê á. Kiếm rất là buồn nôn. Không kiếm ăn bằng ngày này. Thông cảm đi. Happy Women's Day. Happy Women's Day. Bye bye. Liên quan gì tới tôi bà? Quan đến gì? Chồng ơi, hôm nay là ngày 8 tháng 3. Em xin lỗi anh đi. Ai dạ? Xin lỗi cái gì? Chút đi. Em sai rồi, em xin lỗi anh đi. Chút đi. Chút cái gì? Lẹ lẹ đi. Chút ngày 8 tháng 3. Đáng lẽ phải chút ngược lại anh á. Tại sao là tôi phải chút ngược lại? Chẳng lẽ anh là con gái và tôi là con trai? Không phải. Ngày 8 tháng 3 không phải là ngày để đàn ông tôn vinh phụ nữ, mà nên là ngày mà em phải nói lời cảm ơn với anh, bởi vì anh đã yêu em suốt 364 ngày còn lại. Ngày nào cũng như một ngày 8 tháng 3. Ngày của ổng rồi. Em ói được không? Em muốn ói ghê á. Kiếm rất là buồn nôn. Không kiếm ăn bằng ngày này. Thông cảm đi. Happy Women's Day. Happy Women's Day. Bye bye. Liên quan gì tới tôi bà? Quan đến gì? Chồng ơi, hôm nay là ngày 8 tháng 3. Em xin lỗi anh đi. Ai dạ? Xin lỗi cái gì? Chút đi. Em sai rồi, em xin lỗi anh đi. Chút đi. Chút cái gì? Lẹ lẹ đi. Chút ngày 8 tháng 3. Đáng lẽ phải chút ngược lại anh á. Tại sao là tôi phải chút ngược lại? Chẳng lẽ anh là con gái và tôi là con trai? Không phải. Ngày 8 tháng 3 không phải là ngày để đàn ông tôn vinh phụ nữ, mà nên là ngày mà em phải nói lời cảm ơn với anh, bởi vì anh đã yêu em suốt 364 ngày còn lại. Ngày nào cũng như một ngày 8 tháng 3. Ngày của ổng rồi.
em ói được, em muốn ói ghê á, kiếm rất là buồn nôn, kiếm ăn bằng nghề này. Thông cảm đi. Happy Women's Day. Happy Women's Day, bye bye. Liên quan tới tôi bà. Chồng ơi, hôm nay là ngày 8 tháng 3. Em xin lỗi anh đi. Ai dạ? Xin lỗi cái gì? Chúc đi. Em sai rồi, em xin lỗi anh đi. Chúc đi. Chúc cái gì? Lẹ lẹ đi. Chúc ngày 8 tháng 3. Đáng lẽ em phải chúc ngược lại anh á. Tại sao là tôi phải chúc ngược lại? Chẳng lẽ anh là con gái và tôi là con trai? Không phải. Ngày 8 tháng 3 không phải là ngày để đàn ông tôn vinh phụ nữ, mà nên là ngày mà em phải nói lời cảm ơn với anh, bởi vì anh đã yêu em suốt 364 ngày còn lại, ngày nào cũng như một ngày 8 tháng 3. Em ói được, em muốn ói ghê á, kiếm rất là buồn nôn, kiếm ăn bằng nghề này. Thông cảm đi. Happy Women's Day. Happy Women's Day, bye bye. Liên quan tới tôi bà. Chồng ơi, hôm nay là ngày 8 tháng 3. Em xin lỗi anh đi. Ai dạ? Xin lỗi cái gì? Chúc đi. Em sai rồi, em xin lỗi anh đi. Chúc đi. Chúc cái gì? Lẹ lẹ đi. Chúc ngày 8 tháng 3. Đáng lẽ em phải chúc ngược lại anh á. Tại sao là tôi phải chúc ngược lại? Chẳng lẽ anh là con gái và tôi là con trai? Không phải. Ngày 8 tháng 3 không phải là ngày để đàn ông tôn vinh phụ nữ, mà nên là ngày mà em phải nói lời cảm ơn với anh, bởi vì anh đã yêu em suốt 364 ngày còn lại, ngày nào cũng như một ngày 8 tháng 3. Em ói được, em muốn ói ghê á, kiếm rất là buồn nôn, kiếm ăn bằng nghề này. Thông cảm đi. Happy Women's Day. Happy Women's Day, bye bye. Liên quan tới tôi bà. Chồng ơi, hôm nay là ngày 8 tháng 3. Em xin lỗi anh đi. Ai dạ? Xin lỗi cái gì? Chúc đi. Em sai rồi, em xin lỗi anh đi. Chúc đi. Chúc cái gì? Lẹ lẹ đi. Chúc ngày 8 tháng 3. Đáng lẽ em phải chúc ngược lại anh á. Tại sao là tôi phải chúc ngược lại? Chẳng lẽ anh là con gái và tôi là con trai? Không phải. Ngày 8 tháng 3 không phải là ngày để đàn ông tôn vinh phụ nữ, mà nên là ngày mà em phải nói lời cảm ơn với anh, bởi vì anh đã yêu em suốt 364 ngày còn lại, ngày nào cũng như một ngày 8 tháng 3. Em ói được, em muốn ói ghê á, kiếm rất là buồn nôn, kiếm ăn bằng nghề này. Thông cảm đi. Happy Women's Day. Happy Women's Day, bye bye. Liên quan tới tôi bà. Chồng ơi, hôm nay là ngày 8 tháng 3. Em xin lỗi anh đi. Ai dạ? Xin lỗi cái gì? Chúc đi. Em sai rồi, em xin lỗi anh đi. Chúc đi. Chúc cái gì? Lẹ lẹ đi. Chúc ngày 8 tháng 3. Đáng lẽ em phải chúc ngược lại anh á. Tại sao là tôi phải chúc ngược lại? Chẳng lẽ anh là con gái và tôi là con trai? Không phải. Ngày 8 tháng 3 không phải là ngày để đàn ông tôn vinh phụ nữ, mà nên là ngày mà em phải nói lời cảm ơn với anh, bởi vì anh đã yêu em suốt 364 ngày còn lại, ngày nào cũng như một ngày 8 tháng 3. Em ói được, em muốn ói ghê á, kiếm rất là buồn nôn, kiếm ăn bằng nghề này. Thông cảm đi. Happy Women's Day. Happy Women's Day, bye bye. Liên quan tới tôi bà. Chồng ơi, hôm nay là ngày 8 tháng 3. Em xin lỗi anh đi. Ai dạ? Xin lỗi cái gì? Chúc đi. Em sai rồi, em xin lỗi anh đi. Chúc đi. Chúc cái gì? Lẹ lẹ đi. Chúc ngày 8 tháng 3. Đáng lẽ em phải chúc ngược lại anh á. Tại sao là tôi phải chúc ngược lại? Chẳng lẽ anh là con gái và tôi là con trai? Không phải. Ngày 8 tháng 3 không phải là ngày để đàn ông tôn vinh phụ nữ, mà nên là ngày mà em phải nói lời cảm ơn với anh, bởi vì anh đã yêu em suốt 364 ngày còn lại, ngày nào cũng như một ngày 8 tháng 3. Em ói được, em muốn ói ghê á, kiếm rất là buồn nôn, kiếm ăn bằng nghề này. Thông cảm đi. Happy Women's Day. Happy Women's Day, bye bye. Liên quan tới tôi bà. Chồng ơi, hôm nay là ngày 8 tháng 3. Em xin lỗi anh đi. Ai dạ? Xin lỗi cái gì? Chúc đi. Em sai rồi, em xin lỗi anh đi. Chúc đi. Chúc cái gì? Lẹ lẹ đi. Chúc ngày 8 tháng 3.
đáng lẽ em phải chúc ngược lại anh á. Tại sao là tôi phải chúc ngược lại? Chẳng lẽ anh là con gái và tôi là con trai? Không phải. Ngày 8 tháng 3 không phải là ngày để đàn ông tôn vinh phụ nữ, mà nên là ngày mà em phải nói lời cảm ơn với anh, bởi vì anh đã yêu em suốt 364 ngày còn lại, ngày nào cũng như một ngày 8 tháng 3. Ngày của ổng rồi. Em ói được không? Em muốn ói ghê á. Kiếm rất là buồn nôn. Ông kiếm ăn bằng nghề này. Thông cảm đi. Happy Women's Day. Happy Women's Day, bye bye. Liên quan gì tới tôi bà? Quan đến gì?